Chiều nay, Ủy viên Dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, chủ trì phiên họp giải trình đơn thư quý 2 năm 2022 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân và Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường. Phiên họp này, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã thông báo kết quả thực hiện, thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại phiên họp giải trình đơn thư quý 1 năm 2022, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố giải trình đối với đơn thư của các trường hợp của ông Lê Hiệp Đồng, trú tại phường Tân Chính, quận Thanh Khê, kiến nghị về việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm về bồi thường, bố trí đất tái định cư. Ông Võ Văn Tảo trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, kiến nghị các cơ quan chức năng quận Cẩm Lệ xử lý hành vi xây dựng trái phép lấn chiếm đất đai không đúng quy định. Ông Phạm Biết Dũng, trú tại phường Tân Chính, quận Thanh Khê, kiến nghị về việc thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà Nguyễn Thị Vân, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, kiến nghị về việc chưa được giải quyết thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Qua ngày báo cáo, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất các phương án xử lý theo đúng quy định của pháp luật phát biểu tại cuộc họp chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố lê trung trinh cơ bản thống nhất với đề xuất đối với từng vụ việc cụ thể đồng thời đề nghị các sở ngành với trách nhiệm cao nhất xử lý các kiến nghị đảm bảo hợp tình hợp lý phó bí thư thường trực thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố lương nguyễn minh triết đề nghị ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị liên quan và đôn đốc thực hiện đảm bảo phối hợp tích cực giữa các bên để xử lý giải quyết chức điểm đơn thư của công dân